Con tên là Vi Thị Mai Anh, con học lớp 11 tại trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Con đang ở với bà ngoại và ông bác trên 70 tuổi. Mẹ con mất năm con học lớp 5, bị bệnh ung thư não. Ngày hôm đấy thì con đang giặt quần áo thì mọi người bảo là mẹ không qua khỏi nữa. Thấy mọi người cũng khóc. Con cũng chỉ, lúc đấy con cũng chỉ biết khóc theo thôi. Cái lúc mẹ của Mai Anh mất ý, thì Mai Anh lúc đấy là được 9 gần 10 tuổi rồi. Lúc đấy Mai Anh đang học lớp 5 rồi. Thế nên là Mai Anh lúc đấy cũng chưa gọi là biết lắm vì mẹ bắt đầu phát bệnh có 3 tháng. Cho nên đi Yên Bái, đi Hà Nội không chữa được là về gọi là một tuần sau là mẹ cho mất. Lúc đấy con nghĩ là mẹ chỉ là mẹ thử con là mẹ chỉ là mẹ giả vờ để con sau đấy con cố gắng học tập xong rồi mẹ sẽ quay lại, xong rồi mẹ bảo con là làm tốt lắm, nhưng mà cho đến bây giờ thì mẹ vẫn chưa quay lại. Con phải hết năm cấp 2 lâu quá rồi, xong rồi sau đấy con mới có thể nhận ra là mẹ không quay lại được nữa. Bố con bỏ con từ lúc 1 tuổi nên từ lúc đấy trở đi là con không gặp bố, chỉ có Tết hoặc là đi qua đường ấy thì có gặp nhưng mà bố không nhìn. Con hay nghĩ là bố không thích mẹ cũng không thích mình nữa, nên là bố không để ý đến con. Nếu bây giờ bố về nhận con thì con vẫn nhận bố. Cháu thiếu cái tình cảm của cha mẹ từ nhỏ là cháu cũng vất vả. Cháu thì đi học xa, lúc có công có việc rồi ngày nghỉ thì cháu mới được về thăm bà. Mỗi lần con đi học xa nhà, các bạn đều được có mẹ đưa đi, đưa về, nhưng mà con thì không. Có lần thì bà đưa con, bà phải đi đón lên trường đón con, hoặc là con phải tự một mình bắt xe về. Hoặc phụ huynh cũng không phải là bố mẹ mình đi học phụ huynh, mà là nhờ người khác đi học phụ huynh cho. Công việc của tôi thì làm rau quanh nhà thôi, thu nhập thì không làm được cái gì bên ngoài để thu nhập cả. Tôi cũng không dám đi làm ở xa, mà tôi cũng không đi làm được là vì tôi còn có anh trai chồng tôi là người già cô đơn không nơi nương tựa. Ở với tôi từ xưa, và ở chỗ tôi ở này là cũng nơi chôn rau cắt rốn của ông ấy, cho nên là tôi phải có trách nhiệm là nuôi ông ấy về già. Gia đình thì cũng được sự quan tâm, nhất là của chính quyền địa phương cũng như là thôn bản, xây dựng được cái gian nhà nhỏ, bà cháu coi như là chống nắng chống mưa, hỗ trợ theo quy định của nhà nước thì hàng tháng cháu để giúp cháu coi như là sinh hoạt và học tập. Tôi chỉ mong muốn là Mai Anh đi học chịu khó, cố gắng học, không phải lo cho bà ở nhà, bà ở nhà vất vả nhưng bà sẽ cố gắng. Bà phải ở nhà cố gắng ăn thật nhiều và để có sức khỏe, chờ con học tốt rồi con sẽ trở về, bà không cần phải lo lắng nữa. Lúc đó con sẽ là người lo lắng chăm sóc cho bà.